Con đang làm cái gì? Con đang xếp phục vụ ba mẹ con. Con vô vô cái thùng này nè các chú. Con cái cô các chú con đã xếp tới đây rồi nè các chú. Hộp để làm cái gì ta? Dạ hộp để đựng zip bô. Nếu như các cô các chú mua zip bô mà chưa có hộp thì nhớ kêu ba mẹ con má. Chưa có hộp thì cô chú kêu ba mẹ nhắn TikTok và kêu ba mẹ con lấy hộp để đựng cho khỏi dơ bụi bặm vào giúp bô nha các cô các chú. Là các cô các chú sẽ bảo vệ được cái giúp bô sạch sẽ và không bị dơ bụi bẩn. Hộp gồm cái gì? Dạ một hello các cô các chú, là một cái hộp sẽ gồm một cái nắp và một sách hướng dẫn, và cái hộp cái phần của cái hộp sẽ gồm một cái miếng này và một cái hộp đây. Ôi, tập gì?